Xin chào tất cả các anh em chăn nuôi gà đá. Hôm nay Khuyên xin chia sẻ cái lịch vaccine gà đá cho mấy anh em mình. Và cái ấm gà con, có hai cách ấm gà con mà thử cái cách nào hiệu quả. Thì đầu tiên là lịch vaccine. 3 đến 5 ngày thì anh em mình tiến hành làm cái vaccine là NDB, là dịch tả và hô hấp. Chúng ta nhỏ vô mắt, vô mũi. 10 đến 14 ngày anh em mình làm cái gom lần 1 là mình nhỏ vô miệng, và đồng thời chúng ta làm cái vaccine đậu gà là ghim bằng cánh. 20 đến 24 ngày thì anh em mình làm thêm cái vaccine Gumbogo lần 2, mình có thể pha uống hoặc nhỏ vô miệng. 28 đến 30 ngày mấy anh em mình tiến hành cho uống cái NDB là tả vô hấp lần 2. 40 đến 45 ngày anh em mình tiến hành là tiêm cái vaccine là dịch tả, là mình tiêm da cổ là tốt nhất mấy anh em. 50 với 55 ngày thì anh em mình tiến hành tiêm cái H5N1 là cúm. Mà cái cúm này đa phần là anh em chạy lớn mới tiêm, còn một số anh em nuôi gà đá nhỏ lẻ là hầu như ít tiêm. Sau này mấy anh em cúm á, mình thấy mà cái lúc nào mà tình hình ở tỉnh mình á, dùng dịch tễ của mình á, mà nó nhộn lên cái tình hình cúm quá thì anh em phải mua cái cúm về chích nha, để cho an toàn trên đàn gà đá của mình. Và cái đàn gà nọc á, gà nọc của mình á, thì mấy anh em định kỳ là đầu mùa mưa và cuối mùa mưa chúng ta sẽ tiêm dịch tả lại, nhớ nha mấy anh em, rất là quan trọng giai đoạn đó. Tại sao cái lịch vaccine của Khuyên á, làm á, là 3 đến 5 hay là 10 đến 14? Tại vì một số anh em nuôi gà đá mà cái bầy, ví dụ như hôm nay nở một bầy, ngày mai nở một bầy, ngày mốt nở một bầy, thì làm lắc nhắc vậy cực. Nên Khuyên làm cho cái lịch nó hơi lưa ra 3 đến 5 ngày để mình tiện làm vaccine. Và ấm gà thì mấy anh em gà đá hiện tại ấm hai cách. Một á, là mấy anh em mình ấm trên lồng, hai là ấm ở nền trấu. Thì sau này Khuyên anh em mình nên ấm bằng cái nền trấu thì nó đạt cái hiệu quả cao nhất nha. Nó làm cho con gà nó không bị khô chân, không có lạnh chân, làm cho con gà mình nó bị E. coli thương hàng nhiều. Thì thấy ấm nền trấu là tốt nhất. Và cái quan trọng nữa để chăn nuôi thành công là anh em mình nhớ định kỳ xịt sát trùng. Cái khâu này quan trọng nữa nè. Xịt sát trùng là tuần mấy anh em xịt lần. Xin chào mấy anh em, hẹn mấy anh em vào clip sau.